không có quyền chọn lựa về cách chết, và càng không có quyền chọn lựa thời giờ để chúng ta chết. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con hãy thắt lưng, hãy giữ cho đèn của các con cháy sáng, và hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ khi chủ về vẫn còn tỉnh thức. Quả thật, Thầy nói với các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt họ vào bàn ăn và đi lại phục vụ họ. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, chắc hẳn ông sẽ không để nó đào ngạch nhà mình. Cũng vậy, các con hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các con không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ cách riêng gia tang của anh Đa Minh Trần Văn Cường rất thân mến, hôm nay chúng ta cùng với gia đình gia tang của anh Đa Minh Trần Văn Cường đến đây để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa lần cuối, cũng như cầu nguyện cho anh Đa Minh tại ngôi thánh đường thân thương này mà anh thường đến đây để tạ ơn Chúa, đến đây để cầu nguyện cùng với cộng đoàn. Mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ an táng, có những người bảo rằng sống là chuẩn bị chết. Đúng là như vậy, một sự thật là phũ phàng, không ai chối cãi được, mà chúng ta thường phải chứng kiến. Mỗi ngày sống là một nhịp cầu tiến đến gần cái chết hơn. Cái chết nó đến cũng thật là bất ngờ. Bất ngờ như anh Đa Minh đây. Bất ngờ như tên trộm đột nhập vào nhà và lấy đi sự sống của con người. Cái chết nó không kiêng nể chờ đợi lứa tuổi để sống theo tuần tự sinh bệnh lão tử. Không tuần tự như thế. Cái chết đến với người già cũng như người trẻ, người trong bụng mẹ chúng cũng như người đã được sinh ra. Tất cả cái chết đều giống nhau. Nhưng chúng ta biết nó khác nhau về cái chết. Có người chết đột tử, có người chết từng giờ vì cơn bệnh nan y. Nhiều cái chết lắm, nhiều lắm. Chúng ta chứng kiến rất nhiều ở xung quanh chúng ta. Chúng ta đã chứng kiến và sẽ chứng kiến. Mỗi ngày chúng ta cũng đều chứng kiến biết bao cái chết tất tưởi bởi đột quỵ hay bởi tai nạn giao thông. Chúng ta biết trung bình tai nạn giao thông ở Việt Nam chúng ta có tới gần 40 ngày trên một ngày chết vì tai nạn giao thông. Đây là đã được ghi lại đấy. Còn không ghi lại thì có lẽ còn nhiều hơn nữa. Mỗi năm thiên tai lũ lụt gây nên biết bao cái chết đắng cay như chúng ta đã từng chứng kiến. Và nhất là chúng ta biết trong mấy năm qua đại dịch Covid thì đã cướp đi biết bao nhiêu mạng sống trên thế giới này, chưa nói đất nước chúng ta. Sự chết chúng ta thấy dường như không kiêng nể bất cứ ai. Sự chết có thể đến với mọi người
bất cứ lúc nào, ở đâu. Thế nên chúng ta phải sẵn sàng đón chờ cái chết. Cho dù chúng ta không muốn, nhưng nó cứ đến. Và ai chuẩn bị được, chúng ta đón cái chết một cách vui vẻ. Xem ra sự sống và sự chết không nằm trong tay tính toán, dự định của chúng ta. Chúng ta không có quyền chọn lựa để chúng ta tiếp tục sống hay chúng ta tiếp tục chết. Không có quyền chọn lựa về cái chết. Và càng không có quyền chọn lựa thời giờ để chúng ta chết. Sự chết dường như vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Sự chết sẽ chấm dứt mọi sự nơi dương gian, ở nơi chúng ta. Công danh, sự nghiệp, giàu sang phú quý, khó nghèo, bần cùng cũng kết thúc như nhau, với một nấm mồ nhỏ như nhau. Thánh Vịnh 49 câu 12 cũng đã phải thốt lên: ba tấc đất mới thật là nhà. Đúng là như vậy. Chúng ta thấy rất rõ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức. Tỉnh thức để đợi chờ Chủ trở về. Sự chờ đợi khôn ngoan đó là chúng ta hãy chu toàn với bổn phận của mình. Trong chúng ta ai mà chả có bổn phận. Bổn phận của người vợ với chồng, của chồng với vợ, của cha mẹ đối với con cái, và nhất là bổn phận của người con cái đối với cha mẹ. Sự chờ đợi còn là tích lũy những việc lành phúc đức, lòng từ bi bác ái đối với mọi người, nhất là đối với những người nghèo khó chung quanh chúng ta. Và tôi đến đây cũng được nghe, tuy rằng anh còn trẻ tuổi, nhưng anh cũng đã đóng góp phần mình vào trong gia đình giáo xứ với công lao, sức lực, với khả năng của mình, với điều kiện của mình. Đây là một việc làm mà có lẽ anh cũng nghĩ để anh góp cái công sức, hay là góp cái vốn, hay là góp gửi vào ngân hàng đời sau cho anh. Sự sẵn sàng và chờ đợi trong kiên nhẫn phải luôn luôn tỉnh thức, giữ cho đèn cháy sáng. Vì không biết Chủ về lúc nào. Chủ về với hàm ý chính là Thiên Chúa sẽ đến viếng thăm mỗi người chúng ta, như đã đến với anh Đà Minh. Chủ về cũng có nghĩa là ngày Chúa đến để đưa linh hồn chúng ta ra khỏi thế gian này. Chủ về cũng có nghĩa là ngày cánh chung, ngày đó sẽ khép lại toàn bộ lịch sử của nhân loại, cũng như của mỗi người chúng ta. Chủ sẽ vui mừng thấy chúng ta tỉnh thức, hay Chủ sẽ giận dữ chúng ta đang u ngủ trong mê mê, đam mê của tội lỗi. Chủ sẽ thưởng công hay luận phạt tùy theo thái độ, cách sống của mỗi người chúng ta. Thế nên sự khôn ngoan mời gọi chúng ta hãy sống giây phút hiện tại một cách tích cực. Hãy sử dụng thời gian một cách hợp lý. Đừng dùng những giây phút hiện tại để chúng ta phạm tội. Đừng lao vào những đam mê mù quáng, rượu chè say sưa, giận hờn, ghen ghét, chia rẽ. Thay vào đó, chúng ta hãy lập công tích đức để chúng ta mua lấy nước trời mai sau ngay tại tần thế này, bằng việc sống tốt hơn, yêu thương nhau hơn, thông cảm tha thứ cho nhau. Vì con người chúng ta biết vô nhân thập toàn, chúng ta hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Dù chúng ta tội lỗi thế nào mặc lòng, thì kinh bản bảo đừng bao giờ bỏ lòng cậy Đức Chúa Trời, vì chưng trong hội thánh đã có phép mà tha hết tội cho. Nhưng đáng tiếc cho nhân loại ngày hôm nay, chúng ta biết vẫn còn đó một số người thiếu tỉnh thức, bằng đời sống lười biếng, thiếu trách nhiệm trong bổn phận của mình. Vẫn còn đó những người sống ngập lặn trong đam mê tội lỗi. Vẫn còn đó những người sống tham lam, sống hận thù, sống bất chính, hơn là tích đức lập công cho đời sau. Sống như vậy, họ sẽ mất cơ hội tham dự vào bàn tiệc của tình yêu mà chính Thiên Chúa sẽ thiết đãi họ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy sống giây phút hiện tại như là giây phút cuối cùng của đời mình, để chúng ta sống có trách nhiệm hơn, sống tỉnh thức hơn. Ước gì mỗi người chúng ta cũng được Chủ vui mừng đón tiếp trong bữa tiệc vĩnh cửu nơi quê hương trên trời,
mà Chúa đã dành sẵn cho những ai trung thành với Ngài. Xin Chúa thương đến linh hồn Đa Minh, sớm đưa linh hồn Đa Minh về hưởng nhan thánh Chúa. Amen. Mời cộng đoàn đứng tuyên xưng đức tin.